Rồi, hello cả nhà mình. Hôm nay á, em làm cái clip này á, là để gửi đến cho những mấy má mà hay soi mói người ta này nha, hay sân si người ta này ha, hay kiếm chuyện người ta nè, đặc biệt là hay vô những cái like của những các bạn mà gọi là người ta có một chút điều kiện mà người ta đeo đồ trên người này nọ đó, sân si người ta đó ha, là chuyên môn nói là dàn giả dàn thiệt rồi này nọ đó cả nhà. Thì hôm nay em làm cái clip này cũng vui vui chơi thôi, là sẵn là nói cho mấy má để cho mấy má tỉnh ngộ chút xíu. Nhiều khi mấy má nói mà mấy má không biết mấy má đang nói cái gì luôn á. Nói nè, nè nói cho những má đó mà gọi là sáng suốt chút xíu này ha. Thí dụ bây giờ trước hết là thứ nhất nè, dàn thiệt hay dàn giả gì á thì cũng là tiền của người ta bỏ ra người ta mua, là cái điều đó điều thứ nhất ha ha. Rồi thứ hai nữa thì mấy má nhìn cho mấy má không biết á, thì đừng có nói chuyện như đúng rồi ha. Rồi điều thứ ba nè, cái này mới là quan trọng nè, cái điều này là cái điều quan trọng nè. Ví dụ mình có điều kiện, mình có tiền, mình may mắn hơn người ta thì mình được đến những cái tiệm vàng sang trọng này ha, rồi những cái nữ trang mà hoành tráng này ha, mình mua mình đeo để mình đeo lên người nó lấp lánh, nó kêu star, nó kêu nó mỹ miều rồi này nọ, thì là mình may mắn hơn ta, đúng không? Còn thí dụ như mình, người ta không được may mắn như mình, mà người ta ai mà không thích cái đẹp, đúng không cả nhà? Ai cũng thích tô lên người cho mình á, chét son chét phấn chứ không ai mà muốn chét cái đó lên mặt mình, đúng không cả nhà? Thì người ta cũng muốn mua những cái đồ nữ trang trong cái khả năng người ta, dù người ta không mua được vàng thì người ta mua được những cái kiểu mà gọi là dạng si đi đó, hoặc là những cái bạc hay là si thao gì không biết, vân vân đi, người ta mua lên người ta đeo đó. Là cái điều đó, là cái điều, là cái chuyện của người ta. Nhưng mà mấy má vô, mấy má nói gì nè, không có tiền thì thôi á, đừng có đeo vàng giả, không có tiền thì hả khỏi đeo đi, đừng để vàng giả. Ủa nó nghe nè, nói gì mấy má là mấy người mà kinh doanh mà những cái vàng si vàng mẹ đó, người ta hốt quần què, người ta ăn hay gì, đúng không? Thí dụ có người kinh doanh hai ba thứ thì không nói gì, có người kinh doanh vàng si vàng mẹ nhưng có người ta vẫn đi làm công việc khác. Còn nhiều người, người ta chuyên về tập trung về cái kinh doanh là vàng si vàng mẹ, rồi nữ trang phụ kiện đồ đeo lên, rồi gặp mấy má nói gì không, mấy má khẩu nghiệp không, mấy má nói gì chẳng khác là mấy má gọi là hả đá đổ chén cơm tao, đúng không? Trời ơi là trời. Thì những người, người ta không có điều kiện thì người ta mua những cái đó để người ta đeo lên người ta, để người ta gọi là cho nó sáng sủa. Chứ cái điều đó là không phải, là có một số người không phải là người ta khoe của hay là người ta đeo để cho chủ nợ yên tâm. Cái câu nói đó mình nói cho vui thôi. Có nhiều người ta cũng muốn là người ta bận những cái bộ đồ lên thì nó có những cái gọi là nữ trang cho người nhìn nó sáng sủa, sáng sủa. Đó, bớt đi, bớt cái miệng lại đi. Trời ơi, bớt khẩu nghiệp đi. Cái đó không, mình chỉ nói một người thôi, mình chỉ nói là một người thôi. Mình đang coi like người đó hay mình nói về người đó nhưng không phải đâu. Mình đang nói ảnh hưởng đến nhiều người luôn. Có nhiều người, người ta đang theo kiểu mà người ta kinh doanh về cái đó, người ta kiếm cơm về cái đó, mình nói gì chẳng khác nào là mình đá đổ chén cơm của biết nhiêu người rồi. Nói chung là nói cái gì nói suy nghĩ chút xíu đi ha. Rồi nói chung là tôi đeo vàng giả vàng thiệt gì đó, coi như tôi đeo vàng giả, tôi bên những người đeo vàng giả đi cũng được ha. Mình nói mình phải nghĩ trước nghĩ sau, đừng có để ảnh hưởng đến những người khác. Vì cái lời nói của mình nó bình thường thôi, nó không có gì hết trơn đó, mình nghĩ đó cho đã cái nư mình thôi, nhưng mà ảnh hưởng nhiều người lắm, hiểu không? Hiểu không? Bỏ nha.